Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ giành chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử năm nay và tiếp tục lãnh đạo nước Nga cho đến năm 2030, theo kết quả bầu cử sơ bộ. Ông Putin dự kiến sẽ giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay, Ủy ban bầu cử Trung ương Nga, CEC, thông báo, theo RT. Theo CEC, hơn 80% số phiếu bầu đã được kiểm tính đến 1 giờ sáng ngày 18 tháng 3, giờ Moscow và ông Putin đang dẫn đầu với 87,15% số phiếu ủng hộ. Ứng viên Nikolay Kharitonov thuộc Đảng Cộng sản Nga xếp thứ hai sau ông Putin với 4,3% số phiếu bầu. Ứng viên Vladislav Davankov thuộc Đảng Những Người Mới nhận được 3,9% số phiếu bầu và ứng viên Leonid Slutsky thuộc Đảng Dân Chủ Tự Do Nga nhận được 3,2% số phiếu bầu. CEC thông báo hơn 74% trong số 112,3 triệu cử tri Nga đã đi bầu cử từ ngày 15, 17 tháng 3. Đây là tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất trong hơn hai thập kỷ qua ở Nga kể từ thời Liên Xô. Ông Putin sẽ tiếp tục lãnh đạo nước Nga trong nhiệm kỳ 2024 đến 2030. Trong thông điệp sau khi giành chiến thắng, ông Putin nói trước đám đông người ủng hộ rằng nguồn sức mạnh duy nhất của đất nước chính là nhân dân Nga. Theo ông Putin, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao kỷ lục là do người dân Nga ý thức tầm quan trọng của tiếng nói của họ. Trước hết, tôi muốn cảm ơn người dân Nga. Tất cả chúng ta là một. Tôi muốn cảm ơn tất cả người dân Nga đã tham gia bỏ phiếu, ông Putin phát biểu Ông Putin nói mặc dù còn phải đối mặt với vô vàn thách thức, nhưng nước Nga sẽ vượt qua nếu tiếp tục duy trì sự đoàn kết. Bất kể ai tìm cách đe dọa, đàn áp ý chí của chúng ta bằng bất cứ cách nào, họ sẽ thất bại, kể cả ở hiện tại hay tương lai, ông Putin nhấn mạnh. Ông Putin tiếp tục cảm ơn người dân Nga vì sự tin tưởng của họ đối với ông. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết các nhiệm vụ đặt ra trước mắt đối với đất nước và đạt được những mục tiêu mà tất cả chúng ta đều coi là ưu tiên cao nhất, ông Putin nói. Ông Putin đặc biệt ca ngợi các binh sĩ quân đội Nga vì đã chấp nhận rủi ro tính mạng ở tiền tuyến để bảo vệ các vùng lãnh thổ mới sáp nhập nhưng thực tế là vùng lãnh thổ lịch sử của Nga. Đây là lần đầu tiên Nga tổ chức bầu cử tổng thống ở bốn vùng lãnh thổ sáp nhập từ Ukraine năm 2022, gồm Kherson, Zaporizhia, Donetsk và Lugansk. Ông Putin giành được 94,12% số phiếu ủng hộ ở vùng Lugansk và 95% ở vùng Donetsk, theo CEC. Ông Putin cho rằng sự hiện diện của binh sĩ NATO trên đất Ukraine không còn là bí mật, đồng thời đưa ra lời cảnh báo. Phát biểu trước những người ủng hộ và phóng viên vào tối 17 tháng 3, giờ địa phương, ông Putin nhấn mạnh Moscow nhận thức rõ về việc NATO thúc đẩy triển khai quân ở Ukraine. Chúng tôi nghe thấy cả tiếng Anh và tiếng Pháp ở chiến trường Ukraine. Điều đó chẳng có gì tốt đẹp cả. Trước hết là với chính các quân nhân này. Họ chết ở đó với số lượng lớn, ông Putin tuyên bố. Tổng thống Nga cũng nhắc về khả năng xảy ra xung đột toàn diện giữa khối quân sự do Mỹ dẫn đầu và Nga, đồng thời cảnh báo không thể loại trừ khả năng này. Mọi thứ đều có thể xảy ra trong thế giới hiện đại. Mọi người đều hiểu việc này là một bước đi ngắn dẫn đến một cuộc thế chiến toàn diện. Tôi không nghĩ mọi người cho điều đó là thú vị, ông Putin nói. Cuối tháng 2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố phương Tây không loại trừ khả năng điều binh sĩ tới Ukraine. Sau tuyên bố đó, ông Macron tiếp tục có phát ngôn mô tả Nga là đối thủ. Tuy nhiên, Tổng thống Pháp nhấn mạnh Paris không gây chiến với Moscow. Bình luận về phát biểu của ông Macron, ông Putin nói rằng dù khả năng binh sĩ NATO tới Ukraine chỉ đóng vai trò như lực lượng hỗ trợ, giúp Kiev đào tạo quân đội, điều đó không khác nhiều so với những gì lính đánh thuê đang làm ở Ukraine lúc này. Tổng thống Nga nói thêm, Nga không muốn Pháp leo thang xung đột mà muốn Paris giúp tìm giải pháp hòa bình để hóa giải xung đột. Phát biểu của ông Putin ngày 17 tháng 3 được đưa ra sau khi tổng thống Nga đương nhiệm dự kiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Theo Ủy ban bầu cử Trung ương Nga, hơn 98% số phiếu bầu đã được kiểm đếm tính đến 9 giờ 45 phút sáng 18 tháng 3, giờ Việt Nam và ông Putin dẫn đầu với hơn 87% số phiếu ủng hộ. Ba đối thủ khác bị bỏ xa với số phiếu ủng hộ là 4,3%, 3,9% và 3,2%. Và...